Rồi chào 500 em YouTube đến với làm nồi phu chờ 125 mập bụng bự. Bụng bự là sao? Cái bụng này bự nè. Đó. Thì bây giờ là gói này sẽ là cái combo mới dành cho phu chờ 125. Dòng này thì mình đang làm clip về xe này và cái bài nồi mới này thì mình chỉ nói gói gọn trong cái xe này thôi, mình không quay lại giá cũ của mình. Nếu anh em nào muốn coi giá mà làm nồi cũ xe mình á thì anh em vô những clip cũ sẽ có cái báo giá của những cái bài cũ ha. Giờ bài này là bài mới. Bài mới đây là gì? Thì đầu tiên á là cái xe này mình nhận là làm với giá tiền là 1.400.000, là làm full nồi. Full nồi là sao? Lá bố không thay lá sắt và bố ba kèn mới, chuông mới. Thì đầu tiên á tổng giá thành mình nhận là 1.400.000. Thì bố này á là mình sử dụng lại là bố Vinh chính hãng, chuông này là chuông Vinh đó. Và cái thứ hai tại sao sử dụng vậy thì những cái xe này nó hay bị bệnh là rung ga đầu của phu chờ 125. Rồi tiếp đến cái thứ hai á, là mình sẽ thay bố. Bố đây là xe chạy xe chạy 27.000 cây nhưng mà bố cháy hết rồi, bố cháy đen, lá sắt không cháy. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng lại là bố chính hãng Mắc In Thái Lan của dòng phu chờ 125. Đây là bố Mắc In Thái Lan. Thì bố Thái Lan á là nó sẽ ở trong cái bịch màu vàng giống vậy. Và bố này thì đi siêu bền, kêu là dùng từ siêu bền, bởi vì anh trai này có nói là có đồ nào tốt nhất thì cứ bỏ vô cho em, cho em đó. Và đây là chất liệu bố khi mà mình xé ra. Đây là bố Mắc In Thái Lan của nó là của quay 125 rồi đó, bố của quay 125. Thì khi mà mình làm cái nồi này mình sẽ thay cái gì thì mình sẽ thay là 3 phần chính của một cái bộ nồi phu chờ 125 mình tháo ra, là mình sẽ thay là bố ba càng, chuông, bố nồi và lò xo nồi. Đó, thì lò xo nồi ở đây là mình sử dụng lò xo nồi 125 của Thái luôn, CRG. Thì cái combo này là cái combo làm nồi Vinh chứ không phải là combo làm nồi độ. Nồi Vinh là sao? Nồi Vinh thì mình cái xe này thì nó 6 lò xo. Xe này nó 6 lò xo. 1 2 3 4 5 6, 6 cái lò xo nồi. Thì mình chỉ sử dụng là 3 cái lò xo nồi độ mình bỏ vô đây. Còn khi mà làm một cái xe á mà làm nồi độ á thì mình sẽ thay hoàn toàn là 6 cái luôn, bỏ vô để cho mà nó bay hơn. Nhưng mà mình cân nhắc trước là thực sự là thanh niên hoặc là những người nào mà đạp chân nặng được thì mới đi là 6 cái, còn nếu mà bình thường á thì chỉ đi 3 cái thôi. Là nó sẽ vừa cái chân nó không nặng quá mà nó cũng không nhẹ quá, nói chung là rất là vừa ý vào cái chân. Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành mình ráp cái nồi này vô cho ông này. Và giờ ông này tới đây, ông chủ xe em tới đây, ông chủ xe này ở đâu? Gò Giáp à? Gò Giáp. Ông sinh năm nhiêu? 93. Ông sinh năm 93 hả? Nãy giờ tao kêu mày bằng anh chích mẹ tao luôn, sao mày lỡ ra mà mày già vậy? Trải sự đời sớm quá. Trải sự đời sớm quá, nhưng mà có bị người ta dụ sớm không? Không. Rồi bây giờ cái xe bị sao mà đi kiếm bằng tay làm? Nó chạy nó lì, lên số lì, qua số 2 lì rồi. Lì với cái vô số nó bị hay bị sượng. Vô số nó bị sượng. Dạ. Yeah. Rồi thì bây giờ nói luôn làm lại thì chạy hết lì. Nhưng mà ví dụ như cái vụ mà vô số 2 bị sượng á, cái đó là tình trạng chung nhiều người, xe này cũng bị mà xe Black đầu lòng vuông đồ này cũng bị. Cho nên là khi mà làm nồi xong chưa chắc nó hết. Rồi nó rõ ràng luôn. Với lại ví dụ như là nếu mà làm cái nồi này có nhiều người ta hỏi là có hết hú hay không hết hú, là thật sự là không liên quan tới hú nha. Làm cái nồi là nó chỉ bóp hay không bóp thôi. Rồi làm trong clip này mình sẵn nói luôn, ai mà hỏi là có làm hú nồi của xe này hoặc là xe quay đầu lòng vuông luôn thì mình cũng không nhận làm hú nồi luôn đó. Rồi bây giờ là cái xe còn bị hiện tượng gì nữa không, nói luôn lần thì nó hú nồi anh nói đó. Rồi nói vậy thôi. À, ủa có hú luôn hả? Có này, hay hú lúc em mua là thấy hú rồi. À, lúc mua thấy hú rồi thì nói chung là cái xe hẻm là nó bị rồi đó. Rồi kêu tao làm hết cho tao làm hết được. Nói chung là tao làm hết được mà tốn tiền nhiều người người ta không có biết. Ví dụ như nhiều người vô kêu em làm hết hú á mà em nói là em không có làm, hoặc là em kêu chị hết hú cũng được, không phải là làm không được, mà quan trọng khi mà làm hết được có đồng ý với giá tiền nó bỏ ra không. Nó mắc á, vô là nó mắc lắm, mà nó không sẽ, nó sẽ không đáng. Bởi vì sao? Cái xe Vinh là nó đã hú rồi đó. Và không phải nó hú cái nồi không, nó hú nó ba cái hú lận, hú nồi nè, hú số nè, hú mâm lửa nè, quan trọng là nó hú cái nào nữa, nó vòng vòng trong đó nhiều lắm đó. Thì bây giờ là tao tiến hành tao đáp vô cho mày, xong rồi mày chạy kỹ mày cho khán giả YouTube
một cái cảm nhận chính xác nhất. Yeah. Ok không? Ok. Rồi, vậy chào ngang. Rồi, rồi chào 500 anh em YouTube. Thì bây giờ là cái xe Future anh em này nè, mình ráp xong rồi. Đi là ba là sao nặng, ba là sao nhẹ. Và giờ là mình sẽ xin ý kiến của em trai coi thử cái xe này nó như thế nào. Chung là nó chạy bốc, vô số ngọt. Rồi. Nó bắt. Ở lúc nãy, lúc nãy mới tới. Ừ, nó vậy thôi. Rồi vừa ý không? Ok. Còn cái chuyện mà ví dụ đi bền hay không thật sự là thời gian mới trả lời được thôi đúng không, chứ không có thánh nhân làm trả lời được. Cái máu ráp thì dĩ nhiên phải ngon hơn. Em biết là làm xong cho em vậy rồi sao nữa không? Dạ. Yeah. Em biết làm xong cái nồi cho em vậy rồi sao nữa không? Là sao? Em phải đi 40 ngày nghĩa là anh nghĩa là anh chỉnh lại phải không? Đúng rồi. Rồi là cái nhất, cái thứ hai nữa là về phần số má rồi chân đạp số đồ làm sao. Nói chung là vô nó ngọt, nó cứng lúc giống như là mình mới mua xe đó, chứ không phải giống như là vô sườn sườn mà nó mềm mềm giống như là lúc nãy lúc mới tới. Ok ok. Dạ. Nói chung là vừa ý không? Ok. Rồi bây giờ mình nói cho các bạn luôn là cái gói combo này là combo mới, làm nồi bấm là bay, bún là đi, đá là qua, nồi Vinh của Future 125 giá là 1.4 triệu, chưa nhớt, nhớt thì 100.000 bình hoặc là 250.000 bình là do các bạn chọn đó. Rồi mình làm xe này, mình nói xe này thôi, còn những cái xe khác á thì mình sẽ cái bài, nếu mà những cái bài Vinh khác á thì các bạn coi những cái mục trước của mình để mà rõ thêm về giá tiền đó. Rồi vậy giờ chào mọi người nha.